现在呢，我带小莲跟小魏去一片李子园摘李子，应该是非常有趣的一个体验，跟我们一起去看看吧。李子园呢就在这边，现在我们要上去。Vườn trái cây Bắc Hà, 北河水果园。现在呢，我们已经到这个李子园里面了。这一片都是李子，好多李子，好多硕果累累。阿叔今天把那珍珠挂你都听你爸。哦，你们呢？好多李子，把那边里面海的，什么那个果汤呢？哎呀，哇，好多李子，还没挂，多多多，等着 M 着呢。安海挂空心 ，M 空心，肉挂。Nhưng mà anh không biết quả nào chính quả là không chính. Quả đỏ đỏ thì gọi là chính. À, thế à. Quả. Wow, cái này chín rồi, hảo thiên. Tặng anh quả chín. Cảm ơn. Tôi không biết sinh sầu, anh ta tìm một quả đã chín rồi cho tôi.这是小莲，啊，这边还有梨，梨还很小。哇，看那个，那鱼很。哇，牛腿，对，哦，来，果大，果子青，太好吃了。美味，好大呀！哇，大嘞！等你们进进去，进了啊！进了安利，和梨子拍照，可以呢呢。嗯，哇，真的行了。OK。这样子好，爱你们那个。Xem có đẹp không nhé, con để xem ảnh đi. Cái này ăn như đi trộm cắp. Không phải.
hết. Mấy cái bánh lấy đâu? Bánh lấy mang đi. Bị cao. Anh sẽ chụp một tấm cho hai bạn nhìn cao cao nhé. Anh sẽ chụp thấp. Ok, chụp cao, dáng cao. Ok. Cười lên nhá. Cũng được. Để em chụp lại. Wow, 现在感觉好热。安哥，安诺比斯集团。他在你头买的。安哥，在外面吃，走，那在宝了。在宝了呀，夸张嘿。来，喂，给滴。今天非常非常的开心，在这边吃李子，吃了一肚子呢。脸一下，弄个袋呀，南瓜。慢点，这是山泉水，很凉快。Good soy。có mát này không？có。Nước này rất là trong, tại vì là suối. Rồi mình đi xuống đi. Chiều nay mình về nhà nhà em ăn cơm, bây giờ mình đi hái tí rau. Ok. Đi này. Cái này ăn được à? Gọi là rau bí. Ở Trung Quốc không ai ăn, ở Việt Nam ăn được cái đấy á. Ngon à? Ok. Em bảo ăn thì em bảo là ngon thì chắc chắn sẽ là ngon. Hai cái phần nào đây? Cái ngọn nhá. Tao hái cả lá. Cả lá. Chỗ này người ta chặt gọn hết rồi.他们采摘这个南瓜苗的嫩尖，回去炒菜吃。在越南这边，就是各种植物的嫩茎嫩叶，他们都是拿来做一道特色的菜。其实是可以吃的，只是在咱们国内呢，就吃的比较少。我们一般不吃这个。对呢，摆放。được không? Anh sẽ chụp cho em những tấm ảnh nhé. Anh cứ làm đi. Con gái Hư Mông khi đang làm việc chuyên chú thì rất là xinh. Chắc đủ rồi đấy.Mình lấy nha. Xem. Đẹp mà, rất là tự nhiên luôn.